Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ ở cái phân khúc SUV crossover quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza phiên bản nhập Mỹ quý vị và các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam thì những năm 2011 đang được nhập khẩu tự do ấy, thì được phân phối ở thị trường Việt Nam là hai dòng Toyota Venza, đó là dòng 2.7 và dòng 3.5. Ở mỗi dòng 2.7 hoặc 3.5 đều phân ra những cái phiên bản đủ, phiên bản thiếu, hoặc là những cái phiên bản một cầu hoặc là phiên bản hai cầu. Thì ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Venza này đây, ở cái phiên bản 2.7 số tự động hai cầu AVKD các bạn nhé, tức là 4 bánh toàn thời gian. Và ở cái phiên bản đủ, những chiếc xe ở phiên bản đủ được trang bị option đầy đủ, ví dụ như là khóa thông minh, đề nổ, start top, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ nóc đằng trước và panorama đằng sau, tức là hai cửa nóc đấy ạ, và loa JBL, nội thất da cao cấp, ghế điện này, sấy ghế quý bạn nhé. Đấy, option thì rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, tức là sản xuất cuối năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 6.2 vạn quý bạn nhé. 6.2 vạn tính ra là công tơ mét khoảng 10.000 km rồi quý bạn ạ. Đấy, và biển Hà Nội, biển số rất là đẹp đây quý bạn ạ. 30H20433, tức là mãi không tử bất tử đấy ạ. Và 33 là song tài quý bạn nhé, biển kép, biển 33 quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 590 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2009 phiên bản 2.7 số tự động 2 cầu này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần nội thất, ngoại thất, động cơ và kể cả là phần gầm của chiếc xe Venza 2.7 2009 nhập Mỹ, tên tư nhân biển Hà Nội này quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza phiên bản 2.7 nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.